Quý vị nào đang tìm nhà gần với lại trục đường Trần Phú Hà Đông, gần với trường Học viện An ninh Nhân dân, gần với lại trường Học viện Mẫn Mã, gần với lại Học viện Bưu chính Viễn thông thì đừng bỏ lỡ video này nhé. Chào mừng ngày đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà 5 tầng tại Phương Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà này thì đã được hoàn thiện xong hết, chỉ có việc dọn đồ về và ở ngay. Thiết kế của ngôi nhà thì cái hướng nhà là hướng Đông Nam, thông số nhà là 30m. Cái phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là lớp cửa cuốn và bên trong là cửa gỗ kính. Với căn nhà này thì nó rất là gần với lại trục đường Trần Phú Hà Đông, gần với lại đường 19 tháng 5 Văn Quán. Với cái căn nhà này gần như là trung tâm mọi người ạ, đi lại giao thông rất là thuận tiện. Quý vị nào mà đi làm ở khu vực Hà Đông hoặc quý vị nào đi làm khu vực Thanh Xuân, Nguyễn Trãi thì cái căn nhà này đi lại rất là hợp lý nha. Cụ thể thì nó là thuộc Phương Văn Quán, quận Hà Đông đấy mọi người ạ. Ngọc Ánh đang đứng ở phía tầng 1 của ngôi nhà. Với cái thiết kế nhà thì ở đây toàn bộ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được hoàn thiện xong hết. Nội thất cơ bản, thiết bị vệ sinh, tủ bếp thì đã được hoàn thiện xong, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Đây là cái phần không gian phòng khách của ngôi nhà, trần phào thạch cao, hệ thống đèn led đây mọi người có thể nhìn thực tế. Ở đây thì chủ nhà có lắp cho mình một chiếc quạt trần nữa, rất là hợp lý. Với cái dự án này thì căn nhà này nằm ở phía trong cùng và chỉ còn duy nhất một căn, giá chào bán hiện tại là 3 tỷ 600 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới 35 năm và cái lãi suất thì ưu đãi nhất quý vị nha. Đó, ngoài cái không gian phòng khách thì ở đây là phòng bếp của ngôi nhà, với cái phòng bếp thiết kế hoàn toàn là đã xong hết rồi. Tủ bếp An Cường, đó, chất liệu gỗ An Cường, với cái phụ kiện bếp thì chất liệu inox 304, chậu rửa, vòi rửa đã xong hết. Chậu rửa, vòi rửa thì chất liệu inox 304 và cái mặt bếp thì là ốp đá granite. Xung quanh bếp thì ốp kính, ốp bếp mọi người nha. Với cái phần tầng 1 thì còn một phòng vệ sinh đáp ứng cái công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1, bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Quan trọng nhất đó là vị trí bất động sản. Vị trí này đi lại thuận tiện, gần với trục đường Trần Phú, gần với đường 19 tháng 5 Văn Quán, gần với lại Hồ Văn Quán. Nói chung là cái tiện ích cơ sở vật chất hạ tầng thì quá là ok rồi mọi người ạ. Xung quanh thì rất là gần với lại nhiều trường đại học, Học viện An ninh Nhân dân, Học viện Mật Mã, Học viện Bưu chính Viễn thông, Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Nói chung là đi lại giao thông cực kỳ thuận tiện. Hệ thống tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ lim và mặt bậc của bậc cầu thang thì là ốp đá đen cổ trắng. Cái căn nhà này ấy, thì nó còn một chút chút nữa về cái phần hoàn thiện dọn dẹp vệ sinh nữa, là quý vị có thể xách vali về và ở ngay. Giá bán 3 tỷ 600 triệu. Hướng nhà hướng Đông Nam, diện tích 30m. Mời mình theo em lên trên khám phá các tầng trên của ngôi nhà nhé. Với phần hoàn thiện của ngôi nhà thì tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà, mỗi một tầng thiết kế gồm một phòng ngủ rộng mọi người nhá. Đây, thiết kế một phòng ngủ rộng và một phòng vệ sinh ở phía bên trong. Thì đây là cái phần phòng ngủ được lát toàn bộ sàn gỗ, cửa mở ra rất là thông thoáng quý vị ạ. Đó, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Ở đây cái dự án này thì chỉ còn duy nhất một căn và giá cũng là gần như là rẻ nhất khu vực, 3 tỷ 600 triệu đồng dọn về ở ngay quý vị nha. Đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 2 của ngôi nhà. Đây, nói chung đấy, Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi, nó còn hơi một chút về cái phần bừa bộn thì rất là mong quý khách hàng thông cảm. Bởi vì thực ra là nhà có những cái căn nhà chưa quay xong thì đã bán rồi, cho nên cũng rất là nhiều khách hàng trách là em cứ quay gửi cho anh chị đi, không sao cả. Đấy, ok. Đây là cái phần phòng vệ sinh thì đáp ứng ở đầy đủ ở đây là hệ thống sen kê tắm nóng lạnh, bồn cầu này. Với cái không gian phòng vệ sinh này thì khá là rộng. Đây quý vị có thể nhìn thực tế một sải tay của Ngọc Ánh. Đồng thời với cái phần này thì đã được toàn bộ là ốp đá granite lên trên tới tận trần này. Quạt hút mùi này, cửa này, lavabo bàn đá đây quý vị nhá. Nước thì ở đây là sử dụng nước sạch hết rồi. Đó, không phải nước giếng khoan. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Và cửa thông phòng thì thiết kế toàn bộ là cửa gỗ lim, rất là chắc chắn. Đó, tầng 2, tầng 3 và tầng 4 như nhau. Mời mình theo em lên khám phá tầng 3 nhá. Và đây là tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thì tầng 3 và tầng 4 nó có khác hơn một chút so với tầng 2. Mọi người xem video có nhận ra điều gì không ạ? Đó chính là trên phía tầng 3, tầng 4 không thiết kế hệ thống trần thạch cao nữa, thay và thế vào đấy là thiết kế trần vuông, trần thường thôi. Cũng rất là hợp lý. Đó, còn đâu thì vẫn là sàn gỗ công nghiệp, ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa được lắp đặt đầy đủ. Phòng vệ sinh thì rất là rộng.
Cái phòng vệ sinh này quý vị về có thể lắp thêm một cái vách kính tắm nữa rất là thoải mái nha. Hợp lý. Bởi vì nó rất là rộng luôn nhá. Đó. Quạt hút mùi. Với cái dự án này thì toàn bộ là điện đã được lắp riêng công tơ, nước lắp riêng công tơ, sổ đỏ riêng, bàn giao ngay, sang tên luôn mọi người nha. Như vậy với căn nhà này, 5 tầng, 3 phòng ngủ riêng biệt, 4 phòng vệ sinh, tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4. Vậy thì tầng 5 thiết kế ra sao? Mời mọi theo em lên trên khám phá tầng 5 của ngôi nhà nha. Ngoài năm bước chân lên trên phía tầng 5 của ngôi nhà thì ở đây có một cái ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang. Tiếp theo, nơi vị trí Ngọc Ánh đang đứng ở đây đó chính là cái phần phòng thờ nho nhỏ của ngôi nhà. Bởi vì diện tích của nó chỉ có 30m² cho nên chủ đầu tư thiết kế tối ưu cái công năng sử dụng cho mỗi một cái lô đất mọi người ạ. Phần còn lại đây là phần sân phơi. Xung quanh dân cư vô cùng đông đúc, rất là gần với lại các tòa chung cư lớn. Với cái vị trí này nó cách với trục đường Trần Phú Hòa Đông khoảng tầm 200m. Cách với đường 19 tháng 5 Văn Quán khoảng tầm 300m. Nói chung là giao thông đi lại cực kỳ thuận tiện. Với cái căn nhà này thì cũng rất là thông thoáng, hướng đông nam thì cũng rất là mát mọi người ạ. Và mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về cái căn nhà tại Văn Quán này thì vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại phía trên màn hình nhá. 0983 0143 403 hóa 0888 041 444. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em. Đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ nhà tốt nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.